tu một thời gian. Hả? Nay tu một thời gian. Với đây đồng dừa đá người ta lùng lùng tái ghê. Ôi thu hoạch tôm. Quá tí. Tôi lấy cái thùng bự ngoài vô đặng đựng cua. Đựng cua đó. Cua luôn. Quá tài luôn. Kinh sọt kìa. Tâm này chân trắng hay tâm thẻ ta? Tú à. Các bạn có giá không? À là mình phải kích điện cho nó ấy hả ta? Đó, có cây đó, cục điện hay vậy? Đâu kéo được đâu. Ủa nhảy kìa. Cá nhảy quá tí. Nó có gà theo đó. Để cái cục thiệt quá. Đây là thu hoạch tôm các bạn ơi, hoạch tôm trên sú.
cái mộ là đầu nó chưa gì đó, điện nó chưa có vợ chết nó vô nhiều luôn. Mấy cái sao nó vậy chứ? Để mình kéo một lần một hay là kéo nhiều lần chú? Kéo nhiều lần nó kéo nào hết thôi rồi. Dạ. Có chị cái bên đây thử nó đủ không á? Sang thử nó đủ không? Hôm nay mày đổ chừng nhiêu à? 700 ký trở lại. Để thầy đi. Chuyên nghiệp quá. À, lựa nhỏ, lựa cốm, lựa lọc ha. Hỏi mấy người này là tôi không có làm gì.